Xin chào các bạn đã quay trở lại với Lê Phúc. Thì hôm nay Phúc chia sẻ tới các bạn thêm một món bánh quê được làm từ bột gạo. Đó chính là món bánh gói mặn. Thay vì mình làm bánh gói nhân đậu xanh ăn kèm với lại nước cốt dừa, thì hôm nay mình chia sẻ tới các bạn cách làm món bánh gói mặn ăn cùng với lại nước chấm. Hoặc là các bạn có thể thêm một ít rau sống và dưa chua mình ăn cùng. Bánh khi mà ăn vào đó các bạn thì cái phần bột gạo nó sẽ mềm dẻo, nhưng mình làm nó lại vừa ăn, kết hợp cùng với nước mắm chua chua ngọt ngọt, ăn rất là đỡ chán. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng vào bếp xem Phúc làm cái món bánh gói mặn này như thế nào nha. Xem video thấy hay đừng quên để lại một like, một đăng ký cho mình nhé. Và để chuẩn bị nguyên liệu để làm cái món bánh gói mặn thì ở đây mình có sử dụng là 200g bột gạo, 600ml nước lọc, 200g thịt xay, nửa củ cà rốt, 20g nấm mèo thì mình cũng đã ngâm nở hết này các bạn, 3 củ hành tím. Và cái nguyên liệu không thể thiếu đó chính là cái món lá chuối nha các bạn. Lá chuối thì mình cũng đã xé ra hai bề mặt như vậy rồi. Một miếng thì mình sẽ lót ở trong, một miếng thì mình để ở ngoài. Mình rất thích những cái bánh được gói từ lá chuối đó các bạn, nó có cái mùi thơm rất là đặc trưng luôn. Trước tiên để chuẩn bị làm thì mình sẽ đi pha bột trước nha các bạn. Mình cho hết 200g bột gạo vào trong thau. Thì các bạn nếu muốn bánh dai ngon hơn thì có thể thêm vào 50g bột năng nha. Bây giờ thì mình cho nước từ từ vào. Bột gạo thì các bạn sử dụng là bột gạo nào cũng được. Ở đây thì mình sử dụng bột gạo lọc. Bây giờ mình sẽ hòa tan ra. Bột thì mình cũng đã hòa tan hết này các bạn. Thì bây giờ mình dùng một cái rây. Thì mình lọc cho cái phần bột này nó mịn lại. Tại vì mình sử dụng ở đây là bột gạo lọc nên là nó sẽ có rất là nhiều lợn cợn. Bột thì mình cũng đã lọc xong rồi này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nêm gia vị vào nha. Các bạn cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê muối. Thì mình sẽ nêm cho cái da này nó vừa ăn là được rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng lưng hạt nêm nha các bạn. Muỗng này nó chỉ to hơn muỗng cà phê chút xíu thôi. Nếu như mà các bạn dùng muỗng cà phê thì mình sử dụng là 2 thìa lưng là được nha. Thì bây giờ mình sẽ hòa tan cái gia vị này ra và mình để đây cho bột nghỉ tầm khoảng 15 phút. Thì trong cái thời gian mà mình để cho bột nghỉ thì mình sẽ xắt nhỏ cà rốt và nấm mèo ra. Cà rốt và mộc nhĩ thì mình cũng đã xắt xong hết rồi này các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để mà xào nhân luôn nha. Để chuẩn bị xào nhân thì bây giờ mình sẽ cho vào trong chảo một ít dầu ăn. Rồi các bạn cho cái phần hành lúc nãy mình đã cắt nhỏ đó. Và mình phi vàng lên rồi mình hãy cho thịt vào nha. Hành mình phi nãy giờ nó cũng đã thơm rồi này các bạn. Thì bây giờ mình cho hết 200g thịt vào. Cho vào rồi thì các bạn tơi ra. Xào cho cái phần thịt này nó săn lại nha. Thịt xào thì nó cũng đã muốn săn lại này các bạn. Thì bây giờ mình cho vào đây là một ít bột ngọt, một chút xíu muối, nửa muỗng hạt nêm. Thì bây giờ các bạn trộn đều lại. Thì với cái phần nhân này mình chỉ làm cho vừa ăn thôi nha. Mình không nên làm mặn. Thịt mình xào nó cũng đã muốn chín hết rồi. Thì bây giờ các bạn cho hết cái phần cà rốt lúc nãy mình đã chuẩn bị vào. Mộc nhĩ thì một lát nữa mình sẽ cho vào cuối cùng nha các bạn. Rốt cho vào thì mình cũng đã xào được một lúc rồi. Thì bây giờ các bạn cho hết cái phần mộc nhĩ vào. Bây giờ mình đảo lại để cho cái nguyên liệu này nó chín hết rồi mình tắt bếp nha. Nhưng nãy giờ mình xào thì nó cũng đã chín hết rồi nè các bạn. Các bạn thích ăn hành lá thì mình có thể cho vào một ít, còn không thích thì thôi nha. Cho hành lá vào thì nhìn cái phần nhân của mình nó sẽ đẹp mắt hơn. Rồi thì bây giờ mình tắt bếp. Nhân thì mình cũng đã xào xong rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy chùm cái phần bột gạo này nha. Mình lấy chùm thì mình gói nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ mình bật bếp lên. Bột mình khuấy nãy giờ nó cũng đã nóng hơn rồi này các bạn. Và nó cũng đã vón cục lại như thế này. Thì các bạn lưu ý là khi mình lấy trùng cái phần bột này, các bạn phải để cái phần lửa thiệt là nhỏ nha. Bây giờ thì mình sẽ khuấy cho cái phần bột này nó sánh đặc lại. Bột mình khuấy nãy giờ thì nó cũng đã sánh lại này các bạn. Thì nó đặc lại như vậy rồi thì mình sẽ tắt bếp nha. Tắt bếp thì các bạn vẫn khuấy liên tục để cho cái phần bột gạo của mình nó được mịn hơn. Một lát nữa mình gói thì cái bánh nó sẽ mướt hơn nữa. Bột mình đánh nãy giờ nó cũng đã mịn hơn được một chút xíu rồi nè các bạn. Các bạn nhớ là không nên làm cho cái phần bột gạo này nó chín quá nha. Bột gạo mà chín quá thì cái phần bột của mình đánh nó sẽ không có được mịn và nó sẽ bị ốc trâu và mình không thể làm được. Bây giờ thì mình cũng đã làm cái phần bột xong rồi thì mình chuẩn bị đi gói bánh luôn nha. Bây giờ thì mình chuẩn bị gói bánh. Các bạn bỏ một cái tàu lá chuối ra. Mình cho cái phần bề trái nè, các bạn để cái miếng lá chuối nó xéo lại nha. Thì mình gói nó cũng tương tự như là bánh gói thôi. Bao tay thì các bạn thoa đây một ít dầu ăn để cho nó không có bị dính. Và cái lá chuối mà mình để ra này các bạn cũng thoa lên đây một ít dầu ăn nhé. Để mà mình tan cái phần bột này ra, nó sẽ không có bị dính vào cái tàu lá. Thì mình gói một cái vừa thôi các bạn, không nên làm to quá. Làm to quá thì mình ăn nó sẽ rất là ngán. Rồi, bây giờ thì mình cho nhân vào. Làm cái này thì mình ăn nó sẽ đỡ nhàm chán và đỡ ngán hơn là bánh gói ngọt đó các bạn. Bánh gói ngọt thì mình làm bằng đậu xanh, nhưng mà thay vì mình làm đậu xanh thì mình sẽ làm qua nhân thịt nha. Rồi bây giờ thì mình gói lại. Rồi mình ớt cái đầu qua đây. Xong thì các bạn bẻ cái đầu lá chuối này lại. Rồi mình nhét cái phần lá chuối thừa này vào trong cái đầu này các bạn. Rồi các bạn dùng bao tay, mình đè để cho cái phần bột này nó ra hết 4 góc nha. Như vậy là mình đã gói xong được một cái bánh gói mặn rồi đó. Mình để qua một bên và mình làm tới cái tiếp theo. Mình để qua bên đĩa. Bây giờ các bạn cũng làm tương tự như vậy. Gói cái này thì nó cũng nhanh lắm các bạn, nó không có mất quá nhiều thời gian. Nhưng bánh thì mình cũng làm vừa ăn chứ mình không có làm đậm quá. Rồi, bây giờ mình gói lại. Và đặc biệt á, khi mà mình hấp xong á, thì cái mùi thơm của lá chuối nó rất là đặc biệt á các bạn. Nên là mình rất là thích cái mùi này. Rồi, cái phần lá chuối dư thì mình sẽ nhét vào trong cái đầu này nha. Mình đè xuống. Mình lại để qua bên đĩa. Bây giờ thì các bạn cứ làm tương tự như vậy cho tới khi nào mà hết bột thì thôi nhé. Cái bánh cuối cùng thì mình cũng đã gói sắp xong rồi này các bạn. Thì bây giờ mình cũng chuẩn bị luôn một cái nồi nước để làm xong thì mình đem đi hấp luôn nha. Thì mình cũng đã gói xong hết rồi này các bạn. Thì với 200g bột gạo ở đây mình gói được là 8 cái nha. Bây giờ thì chờ nước sôi mình sẽ thả bánh vào để hấp. Nồi nước mình chuẩn bị nó cũng đã sắp sôi này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ xếp bánh vào. Thì với món bánh này mình sẽ hấp trong vòng 15 phút là bánh chín nha. Rồi bây giờ thì mình đậy nắp lại. Thời gian mà mình chờ đợi hấp bánh đó các bạn, thì mình sẽ đi pha tới cái phần nước chấm để ăn bánh. Thì để pha các bạn cho vào trong tô là 1 giá đường, 1 giá giấm. Thì các bạn cũng có thể thay thế chanh nha. Và mình cho vào đây là 5 giá nước ấm. Bây giờ thì mình hòa để cho đường nó tan hết. Thì với công thức của mình nước mắm nó vừa ăn lắm các bạn. Đường thì mình cũng đã hòa tan hết rồi. Thì các bạn cho vào đây là 2,5 giá nước mắm nha. Cho vào xong rồi thì mình sẽ cho cái phần tỏi ớt băm vào. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái tô nước mắm để ăn bánh rồi đó các bạn. Rất là đơn giản và nhanh gọn nha. Nãy giờ thì mình cũng đã hấp được 15 phút rồi này các bạn. Dở nắp ra nó thơm cái mùi lá chuối vô cùng luôn. Thì bây giờ mình sẽ gắp bánh ra nha. Mình tắt bếp. Bánh và nước chấm thì mình cũng đã làm xong hết rồi này các bạn. Bánh mới lấy ra nên còn rất là nóng. Thì mình sẽ mở bánh ra xem bên trong bánh như thế nào nha. Wow, rất là thơm cái mùi lá chuối luôn đó các bạn. Và đây là cái phần bánh ở bên trong nè. Thơm ơi là thơm luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho qua bên đĩa nha. Mình sẽ lấy thêm một cái nữa. Khi hấp xong các bạn, cái phần bột gạo này nó trong hơn một chút. Vậy là mình đã mở xong được hai cái rồi đó. Giờ thì xin mời các bạn hãy cùng ăn thử cái món bánh gói mặn này với mình. Bánh được làm hoàn toàn từ bột gạo nên sẽ rất là dẻo. Khi ăn thì các bạn chỉ cần chấm với lại một ít nước mắm hoặc là mình ăn kèm một ít rau sống cũng đều rất là ngon nha. Bánh khi mà mình ăn vào đây các bạn thì cái phần da bánh này nó mềm dẻo. Và gia vị mình nêm vào cái phần da này nó cũng rất là vừa ăn. Và nhân thì mình cũng làm vừa nữa, kết hợp cùng với lại nước mắm chua ngọt, ăn rất là đỡ chán đó các bạn. Thì các bạn có thể ăn kèm với lại rau sống hoặc là dưa chua đều rất là ngon. Và các bạn xem video thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký nhé. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và chúc các bạn thành công với cái món bánh gói mặn của mình.